Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365 Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam Văn Hậu bất ngờ đá chính trận John Heronven gặp Go Ahead Eagles 20 giờ ngày 10 tháng 2 Tối ngày 10 tháng 2 theo giờ Hà Nội, John Herenven có trận đấu gặp đội trẻ Go Ahead Eagles. Đoàn văn hậu một lần nữa được trao cơ hội đá chính. Theo bản danh sách đăng tải trên trang chủ của đội trẻ SC Heronven, huấn luyện viên Rooney Pander điển tên đoàn văn hậu vào đội hình chính, cùng với những gương mặt quen thuộc ở đội 1 như Wunderberg, De Bruyne hay những gương mặt trẻ như Kusi, Nunumete hay Maloku. Đây là lần thứ 3 văn hậu được trao cơ hội đá chính tại đội trẻ của Heronven. Ở trận đấu ra sân gần nhất hôm 5 tháng 2, Văn Hậu cùng các cầu thủ trẻ giành chiến thắng 4-1 trước Feyenoord. Trong trận đấu này, Văn Hậu lỡ cơ hội ghi bàn ở phút thứ 28 khi lên tham gia tấn công từ tình huống phạt góc. Pha tiếp bóng và dứt điểm nhanh của cầu thủ quê Thái Bình bị hậu vệ đối phương phá bóng ngay trên vạch vôi. Văn Hậu ghi dấu ấn tại đội trẻ và nhận được nhiều lời khen của cổ động viên Hà Lan. Tài khoản đều quân bình luận: Tôi nhìn thấy ở anh ấy sự mạnh mẽ và phối hợp tốt với đồng đội. Anh ấy suýt chút nữa đã ghi bàn trong hiệp 1, một. một pha bóng với nhiều năng lượng trong trận đấu. Trận Rang Hiranven đấu với John Go Ahead Eagles diễn ra vào lúc 20 giờ theo giờ Hà Nội. Đây là trận thứ hai của đội trẻ Hiranven tại giải đấu cho các đội dự bị. Hiranven sẽ làm khách trên sân của Eagles. Đội bóng đối thủ có trận hòa 1-1 ở lượt trước. Tháng 11 năm 2019, hai đội trẻ từng gặp nhau, Văn Hậu đá 90 phút nhưng cùng các đồng đội nhận thất bại 0-6 trước John Go Ahead Eagles. Văn Hậu tăng 10 kg sau một năm, sở hữu thể hình lý tưởng. Khi hội quân cùng U22 Việt Nam dự SEA Games 30, Đoàn Văn Hậu đã tăng thêm 6 kg sau hơn 2 tháng, sở hữu các chỉ số chiều cao lý tưởng. Số liệu chính thức của công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF cho biết, Đoàn Văn Hậu cao 185 cm, nặng 70 kg ở mùa giải 2018. Trong 9 tháng đầu tiên của năm, hậu vệ tuyển Việt Nam tăng hơn 4 kg. Sau khi gia nhập Hiranven hồi tháng 9, Văn Hậu tăng cân rất nhanh. Khi về hội quân cùng U22 Việt Nam dự SEA Games hồi tháng 11, Văn Hậu đã nặng 80,5 kg, cao 1m85. Thay đổi tích cực của Văn Hậu đã sớm được nhận ra ngay khi anh về hội quân tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup giữa tháng 11. Sau thời gian ngắn tập luyện, hưởng thụ chế độ dinh dưỡng chăm sóc ở Hà Lan, tuyển thủ Việt Nam trở nên vạm vỡ và rắn giỏi hơn hẳn. Anh chơi rất tốt tại vòng loại World Cup và SEA Games, bất chấp việc không có nhiều thời gian hội quân với đồng đội. Chưa tính tới các chỉ số sâu hơn, chỉ xét riêng về chiều cao và cân nặng, Văn Hậu có thể hình tương đối lý tưởng, không kém các tiền đạo hay trung vệ hàng đầu, vượt trội nhiều hậu vệ cánh. Chỉ số chiều cao cân nặng của Văn Hậu đã rất gần với siêu sao người Bồ Đào Nha là Cristiano Ronaldo. Ronaldo hiện cao 1m87, nặng 83kg, được xem là hình mẫu hoàn hảo trong thế giới thể thao ngày nay. Dù chưa được trao nhiều cơ hội, nỗ lực của Văn Hậu ở Hironven xứng đáng được ghi nhận. Anh hiện là cầu thủ Việt Nam duy nhất còn bám trụ tại châu Âu, chơi bóng ở một trong những giải vô địch quốc gia hàng đầu. Công Phượng gánh hàng công của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở AFC Cup. Hai tiền đạo nước ngoài của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không đến Myanmar dự trận đấu bảng với Yangon United vào ngày 11 tháng 2 nên nhiệm vụ ghi bàn đặt cả vào Công Phượng. Hôm 9 tháng 2, 18 cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt chân đến thành phố Jangun vào buổi trưa để chuẩn bị cho chuyến làm khách trước chủ nhà Yangon United. Cả đội tập luyện ngay buổi chiều cùng ngày. Hai tiền đạo của ông Trung Huê Seong không có mặt trong chuyến hành quân này. Chân sút Victor Prodel và Jadue Matias ở lại Việt Nam chỉ có trung vệ Pape Diakite và tiền đạo Amido Bladel. Chủ tịch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ông Hữu Thắng cho hay, Hai cầu thủ này đều dính chấn thương nặng, không thể tiếp tục thi đấu nên không tham dự. Sắp tới chúng tôi phải tìm người thay thế trước khi quá hạn thay ngoại binh. Rodel bị đứt dây chằng chéo nên xem như chia tay sớm với đội chủ sân thống nhất. Tiền đạo Matias tái phát chấn thương háng. Anh từng bị từ năm 2018 và vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Khác với cầu thủ mang hai quốc tịch là Palestine và Chile, Prodel là cầu thủ mang hai dòng máu Phần Lan và Thụy Điển. Anh vừa ký hợp đồng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải 2020 nhưng phải sớm chia tay. Huấn luyện viên người Hàn Quốc đối diện với khó khăn khi chỉ còn 3 tiền đạo trong tay là Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Xuân Nam và ngoại binh Amido. Trong số này, Công Phượng được kỳ vọng là sẽ lãnh sướng hàng công. Chia tay xanh chiêu để về với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, tiền đạo trưởng thành từ Hoàng Anh Gia Lai liên tục được huấn luyện viên Trung thử nghiệm. Công Phượng từng đá chính ở vòng loại AFC Champions League trong trận thua Buriram United và loạt trận giao hữu cùng đội bóng trước mùa giải. Gần đây, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để thua 0-1 trước câu lạc bộ Bình Dương trên sân Bà Rịa. Với sức hút của mình, Công Phượng được nhiều người hâm mộ chờ đợi tỏa sáng trong màu áo mới. AFC Cup cũng là đấu trường mà Công Phượng lần đầu tiên được góp mặt. Trận đấu giữa Yangon United với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 11 tháng 2 theo giờ Hà Nội trên sân Thu -Wuna. Tuyển nữ Thái Lan toàn thua tại vòng loại Olympic 2020. Đội tuyển nữ Thái Lan thất bại trước Australia với tỷ số là 0-6 ở trận đấu thứ ba của mình tại vòng loại Olympic 2020 diễn ra vào chiều ngày 10 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Đặt mục tiêu cố gắng tranh chấp vị trí cao tại vòng loại thứ 3 tới Olympic 2020, nhưng thầy trò huấn luyện viên Narue Kaeson kết thúc ở vị trí cuối bảng B sau 3 trận toàn thua. Trong trận đấu của mình, tuyển nữ Thái Lan gặp đội đang tạm dẫn đầu bảng là Australia và chịu thất bại 0-6. Tanikan, Dangda và đồng đội duy trì kết quả hòa không đều đến phút thứ 44 trước khi Emily Van Emong có bàn mở tỷ số. Trước khi kết thúc hiệp 1, tiền vệ mang áo số 10 của tuyển nữ Australia có bàn thắng nhân đôi cách biệt và tới phút thứ 70, cầu thủ này hoàn tất hat-trick cho riêng mình. Ba bàn thắng còn lại của Australia được ghi do công bởi Haley Rasou ở phút thứ 71 và Kia Simon ở phút thứ 67 và 73. Kết quả này khiến tuyển nữ Thái Lan kết thúc với ba trận toàn thua, ghi duy nhất một bàn và để lọt lưới 13 lần. Hai trận đấu trước, thầy chó luyện viên Kae thua Trung Quốc 1-6 và trước tuyển nữ Đài Loan Trung Quốc, đội bóng được đánh giá ngang bằng về trình độ, voi chiến thất bại 0-1. Tới vòng loại thứ ba Olympic 2020 khu vực châu Á, 8 đội bóng đứng đầu chia vào hai bảng khác nhau, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng bắt cặp với hai trận sân nhà sân khách để chọn hai đại diện tham dự Thế vận hội mùa hè cùng chủ nhà Nhật Bản. Ở bảng A, tuyển nữ Triều Tiên rút lui, Việt Nam đánh bại Myanmar ở trận gia quân và giành vé vào vòng sau. Hôm 9 tháng 2, thầy trò luyện viên Mai Đức Trung thua chủ nhà Hàn Quốc 0-3 ở trận đấu phân định ngôi đầu bảng. Đối thủ của chúng ta ở vòng playoff được xác định sau trận đấu giữa Australia và Trung Quốc vào hôm 13 tháng 2. Báo chí Thái Lan chỉ trích FIFA thiếu hiểu biết Mới đây, truyền thông Thái Lan đã phản bác cáo buộc của FIFA khi tiết lộ SAT là cơ quan giám sát Liên đoàn bóng đá Thái Lan Liên quan đến vụ việc FIFA gửi văn bản cảnh báo FAT có thể bị đình chỉ tư cách thành viên và cấm thi đấu quốc tế nếu để bên thứ ba can thiệp vào cuộc bầu cử. Theo đó, nếu bóng đá Thái Lan không thực hiện đúng theo yêu cầu của FIFA, họ có thể bị cấm tham gia các giải thi đấu quốc tế trong thời gian tới. Tuy nhiên, mới đây báo chí Thái Lan đã phản bác cáo buộc của FIFA khi tiết lộ SAT là cơ quan giám sát liên đoàn bóng đá Thái Lan. Trong khi đó, CM Sport cho rằng FIFA đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi hiểu sai về SAT. CM Sport viết, FIFA đã hiểu sai về vai trò của SAT. Bởi sự xuất hiện của cơ quan thể thao Thái Lan nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng của cuộc bầu cử, SAT không xâm phạm vào cuộc bầu cử. Họ chỉ đứng ra giám sát, kiểm tra và công nhận những ứng viên đủ điều kiện tham gia cuộc chạy đua vào ghế chủ tịch FAT. Trước đó FIFA đã thông báo, chúng tôi muốn lưu ý với những lo ngại về sự can thiệp vào quá trình bầu cử của FAT, bất cứ một hành vi nào vi phạm quy định của FIFA sẽ bị xử phạt rất nặng, bao gồm cả việc đình chỉ tư cách thành viên của Liên đoàn bóng đá thế giới. Trong trường hợp Liên đoàn bóng đá Thái Lan không đáp ứng được những yêu cầu từ FIFA, họ sẽ bị cấm thi đấu ở tất cả các giải đấu của FIFA ở mọi cấp độ. Điều này đồng nghĩa tuyển quốc gia Thái Lan sẽ bị loại khỏi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, giải đấu mà họ đang đứng thứ ba bảng G sau so Việt Nam và Malaysia. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G sau so 5 trận bất bại với 11 điểm. Đáng chú ý, ngoài 3 chiến thắng trước UAE, Malaysia và Indonesia, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã hòa cả hai trận cùng tỷ số không đều trước Thái Lan. Nếu FIFA sẽ hủy kết quả các trận đấu mà đội tuyển Thái Lan tham dự ở giải đấu này, đồng nghĩa với việc tất cả các kết quả của đội tuyển Thái Lan trong 5 trận đấu trước đó sẽ bị hủy bỏ. Trong trường hợp này, đội tuyển Việt Nam vẫn dẫn đầu bảng G với 9 điểm, xếp trên UAE 6 điểm, Malaysia có 3 điểm và Indonesia 0 điểm. Với cục diện như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong cuộc chạy đua giành vé đi tiếp khi lần lượt gặp Malaysia, Indonesia không còn mục tiêu phấn đấu về kết quả và cuối cùng mới gặp đối thủ mạnh là UAE. Huấn luyện viên Park Hang-seo gây bất ngờ với kế hoạch tập trung đội tuyển. Do các giải bóng đá Việt Nam vẫn đang tạm hoãn vì dịch virus Corona nên huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa trở lại công việc như kế hoạch ban đầu. Theo kế hoạch, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 7 tháng 2 để dự khán trận siêu cúp quốc gia 2020 giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tuy nhiên, do phải hoãn các giải bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam do virus corona nên ông thầy người Hàn vẫn có thêm thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình tại quê nhà. Dự kiến huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 15 tháng 2 tới để chuẩn bị cho kế hoạch tuyển quân của đội tuyển Việt Nam hướng tới trận đấu vào ngày 31 tháng 3 với đối thủ Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đợt tập trung sắp tới của tuyển Việt Nam, ông Park cũng sẽ có những điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thi đấu. Cụ thể, khác với những lần hội quân trước thường tập trung ở Hà Nội, địa điểm đợt tập trung đầu tiên của năm 2020 sẽ là thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có điều kiện thời tiết tương đồng với Malaysia, trong khi Hà Nội rất lạnh vào tháng 3. Trong thời gian tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển Iraq vào ngày 26 tháng 3, trước khi thầy Park chốt danh sách chính thức và hành quân đến Malaysia. Dự kiến sân vận động được chọn cho trận đấu giao hữu là gò đậu của Bình Dương hoặc sân thống nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Tình thế hiện tại ở bảng G vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang tạm giữ ngôi đầu với 11 điểm sau 5 trận bất bại. Xếp sau là đội tuyển Malaysia có 9 điểm, Thái Lan có 8 điểm, trong khi UAE chỉ có 7 điểm nhưng chơi ít hơn một trận. Riêng đội tuyển Indonesia chưa có điểm nào xếp cuối bảng. Thầy chó luyện viên Park Hang-seo còn 3 trận đấu nữa để quyết định tấm vé đi tiếp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.